Mình xin hướng dẫn các bạn sơ qua về cái máy Brother 7470D. Đó là máy in chức năng đa chức năng Brother MFC 7470D. Chức năng của nó là in, copy, scan và fax. Trước tiên khi nhận máy thì các việc đầu tiên các bạn phải làm đó là cắm điện và gắn cáp USB kết nối với máy tính. Rồi, thứ hai đó là bật công tắc nguồn, công tắc ở bên hông này. Chờ máy khởi động. Rồi, còn cái này là khay giấy, tất cả giấy in bạn cần in các bạn bỏ vào đây. Giấy A4 các bạn bỏ vào đây. Đó. Chú ý là giấy phải bỏ sát lên phần trên này. Sẽ phải làm sát lên trên. Tải cái này làm sao cho giấy nó sát lên trên. Và hai cái ke hai bên này cho nó sát vào cái nề của giấy để cho giấy đi nó thẳng. Không là cái in ra nó không thẳng trang giấy. Rồi, mình gắn vào. Chức năng bây giờ để sử dụng chức năng copy, cái này nó có chức năng copy một mặt và hai mặt. Copy một mặt thì chúng ta chỉ việc chọn copy, sau đó chúng ta ấn nút chỉ ta là nó copy ra luôn một mặt. Và cái màn hình khi copy một mặt nó để cái chữ là start này, là các bạn copy một mặt này. Bây giờ muốn copy hai mặt ấy, thì các bạn ấn vào chữ duplex, rồi ấn mũi tên xuống hoặc lên cũng được, nó hiện ra chữ một sai rồi hai sai này, ấn ok. Đó, đó là mình đã kích hoạt tính năng copy hai mặt, nó sẽ hiển thị chữ duplex ở đây này. Đó, thấy không? Rồi bây giờ là mình úp cái bản cần copy vô, sát góc bên này nhé, góc trong này có mũi cái phần này này, sát góc vào trong này, úp xuống, mình ấn nút chỉ ta. Máy nó thực hiện, nó quét xong một mặt. Rồi, nó yêu cầu mình quét mặt 2. Mình đảo này mặt 2, sát góc này luôn, úp xuống. 1 là Z này, 2 là No này, thì mình chọn số 1. Rồi ấn OK. Rồi tiếp tục nó quét mặt 2. Thì các bạn nếu có vài ba trang nữa, cái việc úp vô là làm như vậy thôi, ấn số 1 rồi làm tới thôi. Rồi nó in ra một lượt. Bây giờ mình tạm dừng, ấn số 2 là no, là tạm dừng để cho nó in ra. Rồi, đó, nó ra hai mặt. Đó, máy này nó có cái khay ở trên, nó là khay ADF. Nằm trên này nó cũng có chức năng copy, nhưng nó chỉ ra copy một mặt thôi. Mặt nào cần copy nó quay lên. Các bạn có thể thả vào đây, có thể để khoảng chừng cỡ 5-10 tờ gì đó cũng được. Nó quấn một lúc luôn. Các bạn chỉ ấn nút shift thôi là tự động nó quấn, nó copy ra. Nên nhớ là mặt nào cần copy thì cho nó ngửa lên. Đó. Bắt đầu nó in ra cho các bạn. Rồi, bây giờ đến cái phần là có máy có kẹt giấy. Ví dụ như máy có xảy ra kẹt giấy thì các bạn tắt nguồn đi. Các bạn mở nắp trước này ra. Tay cầm mở nắp trước này ra này. Đó. Lấy hộp mực ra này. Đó. Mình ngó bên trong máy, nếu có giấy kẹt thì mình lấy ra. Xong rồi mình lại gắn hộp mực trở lại. Chú ý là khi giấy kẹt ấy, thì mình từ từ mình lấy để cho tờ giấy nó còn nguyên vẹn, không bị rách. Chứ nó phải rách trong máy là khổ đấy, mất công phải mang là thợ đấy, chứ còn bình thường không lấy được đâu. Rồi, phía sau nữa, nếu nó kẹt phía sau thì mình mở nắp phía sau này ra. Và còn một chỗ để kẹt nữa là khay đảo mặt, ví dụ như giấy mà quá mỏng hoặc là nhăn nheo khi in đảo mặt nó kẹt, nó sẽ nằm ở đây, các bạn lấy ra. Thì nó kẹt, nó sẽ nằm ở đây. Rồi xong mình gắn trở lại cho ngay ngắn. Rồi việc còn lại là bật điện lên lại kiểm tra. Nếu như máy không báo lỗi gì là coi như là các bạn làm được. Còn máy mà vẫn báo lỗi kẹt giấy gì đó thì các bạn phải kiểm tra lại xem có cái thao tác nào bạn chưa đúng hay không. Đó là cái sử dụng, hướng dẫn sử dụng cơ bản cách cắm điện, rồi cách lấy giấy kẹt, rồi cách copy. Còn chức năng fax của dòng này thì chắc bây giờ chẳng ai xài nữa, nó chẳng giới thiệu. Mình xin phép kết thúc video ở đây.